Dạ, hello, chào mọi người. Là em anh Tuấn Kia Tân Sơn Nhất đây ạ. Hôm nay là hôm nay là ngày mà những chiếc xe Karen đầu tiên đã về tới showroom của bên em. Thì hiện tại đang màu xanh M4B và màu đỏ MR5 phiên bản 1.4 Turbo Signature. Thì bên em đang cho lệnh trưng bày lên showroom Kia Tân Sơn Nhất, địa chỉ tại số 7 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý anh chị muốn tham khảo xe, muốn coi xe trực tiếp, hãy liên hệ ngay cho em số hotline là 0981187492 hoặc tới ngay địa chỉ showroom của em để mà có thể sờ tận tay và ngồi lên chiếc xe này. Dạ, rất là hot anh chị ơi. Đó, bên em đang cho lệnh trưng bày những chiếc xe này lên. Đây là Karen phiên bản 1.4 Turbo Premium nha. Đó, còn đây là màu đỏ mận. Màu đỏ mận trên chiếc phơn của chiếc xe mà Karen này. Đó. Rất là đẹp anh chị. Phần đầu xe nhìn rất là tương lai, nhìn nó giống như là có cái gì đó rất là châu Âu anh chị. Bây giờ xe của hãng xe Kia bên em thì đã đổi mới rất là nhiều so với những cái thế hệ xe ngày trước đây. Rất là đẹp. Em sẽ mở ra bên trong để mình có thể coi được cái nội thất bên trong chiếc xe, coi sơ bộ. Thì em sẽ nhanh chóng lên những clip chi tiết về chiếc xe này sau. Hiện tại thì em sẽ cho mình coi trước qua một chút trước khi xe được lên trưng bày. Đó. Đây là nội thất bên trong. Nội thất xe là màu xám. Màu xám trắng. Đó, màu xám trắng. Rất là sang. Có đầy đủ các những cái mở cửa, loa bầu, ghế chỉnh điện. Đây là phiên bản 1.4 Turbo nha quý anh chị. 1.4 Turbo Signature. Đó. Còn đây là cửa sổ trời. Cơ bản thì nội thất rất là đẹp. Có còn rất là nhiều những cái tính năng khác nữa thì em sẽ gửi cho quý anh chị một thông số kỹ thuật chính xác của xe khi mà anh chị liên hệ ngay cho em. Đó, bên trong đây là dãy hàng ghế thứ hai và đằng sau đây là hàng ghế thứ ba của xe. Đó. Thì lát nữa thì sau khi xe được lên trưng bày thì em sẽ chụp những hình ảnh đẹp gửi tới quý anh chị. Lên xe luôn anh. Đây. Nhìn nó rất là mới. Cái mấm mâm của xe Kia đều thực sự đẹp anh chị ơi. Và phần trước thì được mạ chrome rất là nhiều, khá là đẹp.